một chính phủ trước hết là lưu vong. Lưu vong là vì cái lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã bị Cộng sản nó xâm chiếm cuối tháng 4 1975. Thì sau khi việc cầu xâm chiếm miền Nam Việt Nam thì đồng bào Đông Đảo đã ra đi tạm biệt đất nước vì không thể sống với chế độ cộng sản nữa, đã đi tìm một thế giới tự do để mà sinh sống. Thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời đó tháng 4 1975, thì tôi có mặt trong chính phủ đó với tư cách là quốc vụ khanh thứ nhất trong chính phủ tháng 4 1975. Ngay đây thì tôi cũng mở một dấu ngoặc vì có đồng bào sẽ hỏi thế thì cái chính phủ của ông Dương Văn Minh là không phải là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng hay sao? Thì tôi xin thưa, chính phủ của ông Dương Văn Minh không phải là chính phủ hợp hiến của Việt Nam Cộng Hòa. Vì sao? Vì một chính phủ, một tổng thống thì phải do quốc dân đồng bào trực tiếp bầu lên qua một cuộc tổng tuyển cử. Thì ông Dương Văn Minh không có ai bầu lên hết, mà ông chỉ được một số dân biểu và nghị sĩ họp lại trong mấy ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam bầu cử ông ra làm tổng thống. Thì như vậy là ông ta không phải là một tổng thống theo hiến pháp, nghĩa là một cái tổng thống mà không có chức danh, không có hợp pháp và không có giá trị. Thì chính phủ cuối cùng có giá trị là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cho đến ngày cuối tháng 4, ngày 28 tháng 4, thì chính phủ đó mới phải trao vào lưu vong. Thì tôi nhớ cái chiều hôm 28 tháng 4 đó, thì là tôi còn ở trong Dinh Độc Lập để giữ cái lễ bàn giao cuối cùng ở đây. Thì đó là cái chính phủ hợp hiến, hợp pháp và phải xuất ngoại vì đất nước lãnh thổ bị xâm chiếm. Thì chúng tôi là chính phủ pháp định bởi vì đã hợp với hiến pháp. Tổng thống có thể là một tổng thống được quốc dân bầu lên. Thì tổng thống người mới thiếu đã bổ nhiệm cái chính phủ cuối cùng của chúng tôi với ông người mất cần là thủ tướng, trong đó có bốn quốc vụ khanh, các vị tổng bộ trưởng. Thì tôi là quốc vụ khanh thứ nhất trong chính phủ đó. Thì sau người quốc thì chúng tôi tiếp tục cuộc tranh đấu cho đất nước để giành lại cái quyền dân tộc tự quyết của chúng ta, để giành lại cái chủ quyền của chúng ta, của Việt Nam Cộng Hòa. Thì là ông Nguyễn Bắc Ấn sau một thời gian hoạt động tích cực thì cũng đã từ trần. Sau đó tôi thay thế ông Nguyễn Bắc Ấn tiếp tục cái sự nghiệp và cái nhiệm vụ của chính phủ tiền nhiệm Việt Nam Cộng Hòa để mà lập một cái chính phủ gọi là chính phủ pháp định. Chủ pháp định tức là một chính phủ hợp pháp, hợp hiến, nó có chính danh và có những có chính nghĩa để đấu tranh cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ. Đây là cái tiêu chuẩn thành lập của chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì tôi thì chưa rõ ràng để cho quý bạn nghe rõ. Thì chúng ta cũng thấy hiện bây giờ và cũng đã mấy nhiều năm qua có một vài tổ chức, một vài cá nhân cũng là sinh ra chính phủ lưu vong hoặc là đề tam cùng qua tổng thống thủ tướng. Thì đó là cái quyền của họ, ý muốn của họ, muốn làm gì muốn sinh gì cũng được hết đây. Nhưng mà theo tôi, một chính phủ lưu vong lại và phải là một chính phủ hợp pháp, hợp hiến trước khi đất nước bị xâm chiếm, mà buộc lòng phải ra hải ngoại để tiếp tục cuộc tranh đấu giành lại cái chủ quyền
thế và của cái đất nước mình. Đó, thì cũng giống như trong lịch sử thế giới sau cuộc đại chiến 1945, 1940 đến 45, thì nhiều chính phủ của các nước ở Âu Châu bị Đức Quốc sản xâm chiếm, cho nên nhiều thành viên của các chính phủ ở các quốc gia đó đã phải xuất ngoại để mà tiếp tục tranh đấu. Cho lấy cái trường hợp dân sinh ở Pháp, Paris, nơi mà tôi đang ở, thì lúc đó nước Pháp bị Đức Quốc sản xâm chiếm. Rồi thì là một vị trong chính phủ lúc bây giờ là ông tướng De Gaulle, thì là lúc đấy ông làm thứ trưởng bộ quốc phòng, nên trong cái chính phủ cuối cùng ông mới làm được có 7 hôm, nên chính phủ nó mới thành lập 7 hôm, thì là thống chế cái tán ký cái hiệp ước đình chiến, coi như là đầu hàng Đức. Thì là ông tướng De Gaulle, chủ tịch quốc phòng, đã sang Anh Quốc tiếp tục cuộc tranh đấu lưu vong ở xin người, cho đến khi mà đồng minh chiến thắng của xã thì ông De Gaulle trở lại và tiếp tục cai trị quản lý nước Pháp trong một cái tình một nước độc lập được coi như là một trong năm cường quốc chiến thắng. Thì cũng nhờ có ông De Gaulle ra khỏi nước khi bị Đức Quốc xã đang cầm nước Pháp lập chính phủ lưu vong, cho nên sau đó thì nước Pháp thay vì bị xem như là một nước hợp tác với Đức, vì thống chí Pétain là hợp tác với Đức, nhưng mà đồng minh công nhận nước Pháp đã có công để góp phần chiến đấu với ông De Gaulle trong chính phủ lưu vong. Thì cái trường hợp đó rất nhiều ở Âu Châu coi như là lạ hết cả. Thì chính phủ Pháp người Mỹ nước qua là một trường hợp như vậy. Thì nó rõ cho anh em biết rồi.